Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vi Thị Ý Thương. Hiện tại mình đang theo học tại lớp 10A2, trường Trung học Phổ thông Võ Nhai. Đối với mỗi người học sinh, trường học không chỉ là nơi học tập mà còn giống như một mái nhà. Ngôi trường Trung học Phổ thông Võ Nhai là nơi em cảm thấy yêu thương và gắn bó nhất. Tuy chỉ mới theo học ở đây được một nửa học kỳ, nhưng em đã có rất nhiều kỷ niệm đáng quý với bạn bè, với thầy cô, với mái trường. Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào trường là em như có thêm một mái nhà để yêu thương, để nhớ, một nơi để hướng đến và khắc sâu trong tâm trí. Một phần của tuổi trẻ chúng ta ở đây, một phần tình yêu của chúng ta cũng ở đây. Và tại nơi đây, chính mái trường này đã giúp chúng ta trưởng thành, vững vàng nhất trong cuộc sống. Và có lẽ cũng giống như em, ở đâu đó tận sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả những học sinh được học dưới mái trường đầy yêu thương này đều dành cho trường một vị trí ở trong trái tim của mình. Để rồi đây, có lẽ từng hạng cây, ngọn cỏ nơi sân trường, tất cả cũng trở nên thân thuộc, đáng yêu và in đậm trong trí nhớ của bao con người nơi đây. Và cũng tại mái trường thân yêu này, bao lớp thế hệ học sinh đã được và đang trưởng thành, mãi mãi nhớ về một ngôi trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để tiếp bước trên con đường đời đầy gian nan, thử thách. Như chúng ta đã biết, sách là kho tàng tri thức bất tận của nhân loại. Từ xưa đến nay, sách là nơi lưu giữ những kiến thức quý báu để con cháu đời sau có thể đọc lại và vận dụng. Sách cũng chứa đựng những giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại, chứa đựng những sự kiện trong cuộc sống, những suy nghĩ của con người. Gorky, nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa đã từng nói, sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng được những ý nghĩa sâu xa về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với con người. Sách là kho tàng quý báu của nhân loại. Và sau đây, mình xin được giới thiệu về cuốn sách Thơ Tố Hữu của nhà xuất bản Giáo dục.